tiền lì xì của công ty cho nhân viên có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Điều 104 Bộ Luật Lao động 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Ngoài ra, tại điểm E, khoản 2, điều 2, thông tư 111/2013, thông tư Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập chịu thuế. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ một số khoản như tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua. Theo những quy định trên, tiền lì xì mừng năm mới của công ty được coi là khoản tiền thưởng và khoản tiền này không thuộc các khoản tiền thưởng được miễn thuế thu nhập cá nhân. Do đó, khoản tiền lì xì mừng năm mới của công ty là một khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.